Game gì toàn trai đẹp thế này, thích quá đi mất thôi. Đàn ông con trai chỉ cần thơm tho sạch sẽ là đã được 9 điểm trong mắt chị em rồi. Nhưng đàn ông mà có đồ xịn, lực chiến cao và còn chơi giang hồ chim mộng nữa thì tặng thêm 91 điểm nữa nha.